Đá gà nó cũng như đá banh, công giỏi mà thủ dở thì cũng thua, mà thủ giỏi công dở cũng thua, mà thủ giỏi công giỏi nhiều khi cũng thua nữa, đâu có nói được. Con gà mà nó vô nó hợp bến đá của nó rồi nó ăn lẹ lắm. Nhiều khi con gà nó không có hợp bến đá nó rồi ăn bò lên ói xuống nữa. Nhưng mà nó vẫn ăn, thà ăn dở hơn thua hay à. Lấy tiền lấy vốn là được cái đi, nếu mà không tự tin gà đó thì thôi bỏ, cho anh em cho người khác để chơi, cho mấy lính chơi.